Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo tham vấn góp ý vào dự thảo quy chế hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Quy chế hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng có 6 chương, 28 điều, quy định rõ đối tượng áp dụng, các giai đoạn, điều kiện và quy định trong ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, quy trình ươm tạo doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhiệm vụ của Ban Cố vấn, Hội đồng chuyên gia hỗ trợ tư vấn xuyên suốt cho các dự án và công tác tổ chức thực hiện. Quy chế đã xây dựng được chuẩn quy trình để áp dụng cho các dự án khởi nghiệp công nghệ cao, tạo cơ sở để theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả quá trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tạo sự minh bạch trong quá trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Đây được xem là hành lang pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động ươm tạo tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Cái hệ thống ươm tạo chúng tôi thiết kế thành 3 giai đoạn: tiền ươm tạo và hậu ươm tạo. Nó liên kết với nhau tạo thành một cái hệ thống mở đổi mới sáng tạo. Và cái quy chế nó được cụ thể hóa ra cả 3 giai đoạn đó một cách rất là tinh gọn và thông minh, và làm sao cái quá trình ươm tạo, cái chi phí nó thấp nhất mà cái hiệu quả nó cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cái điểm nổi trội thứ hai nữa là chúng tôi thiết kế để cái khả năng ươm tạo mà có sự tham gia của nhà nước với lại tư nhân và cái quá trình xã hội hóa. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự và chuyên gia đã thảo luận góp ý vào dự thảo quy chế, làm rõ thêm các nội dung của quy chế, quy trình tiền ươm tạo và hậu ươm tạo để đi đến thống nhất một quy trình chuẩn để áp dụng cho các dự án khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Sau cái buổi hội thảo này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái quy chế về cái hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong khu công nghệ cao. Thì sau khi quy chế này được ban hành thì đây được xem như là cái bảo bối cho các anh chị em hoạt động trong cái lĩnh vực ươm tạo tại khu công nghệ cao. Dựa vào đó mà thực hiện hoạt động thì sắp tới thì tôi hy vọng cái quy chế này sẽ là một cái nền tảng để cho các cái startup khi vào công nghệ cao sẽ có một cái cơ sở pháp lý đầy đủ để mà hoạt động. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu và chuyên gia, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao sẽ hoàn thiện quy chế hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng để trình Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sớm ban hành trong tháng 10 này.